tất cả các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong bản tin giữa tuần của Tech On Channel. Thời tiết Hà Nội trong mấy ngày vừa qua thì thực sự rất khắc nghiệt khi mà vừa lạnh lại vừa mưa nữa. Vào khoảng trưa nay thì nền nhiệt đã tăng từ 7 đến 8 độ, đây là một tin rất là đáng mừng. Và nhân dịp này thì các bạn hãy xem bản tin công nghệ của Tech On Channel nhé. Không còn chờ chờ gì nữa, chúng ta cùng check xem 4 ngày vừa qua có tin gì không. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 chuyên mục nhỏ: thời tiết và công nghệ, giảm giá và khuyến mãi, hot face và cuối cùng là giải trí. Với thời tiết và công nghệ, chúng ta sẽ đến với hai tin tức thời tiết lạnh ảnh hưởng tới các thiết bị công nghệ như thế nào và đại bản doanh sản xuất lớn nhất của iPhone bị cháy. Với giảm giá và khuyến mãi, chúng ta sẽ cùng đến với những chương trình khuyến mãi của Tech One và đến với một thông tin rất vui, đó là một số địa điểm ở các thành phố lớn trên cả nước sẽ phát wifi miễn phí nhân dịp Tết Nguyên đán. Và với Hot Face, chúng ta sẽ đến với thông tin của 4 sản phẩm Samsung Galaxy S7, iPhone 5 SE, LG G5 và Bphone 2. Cuối cùng, mục giải trí đó là gì thì cuối chương trình sẽ biết nha. Bắt đầu. Các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua thì các tỉnh ở miền núi phía Bắc có nhiệt độ rất thấp, thậm chí là thấp nhất trong 30 năm trở lại đây. Và không chỉ Việt Nam rơi vào tình trạng như vậy mà một số nước khác, ví dụ như là Trung Quốc hay là bờ đông nước Mỹ thì cũng có thời tiết khắc nghiệt. Tưởng chừng như không liên quan, thế nhưng thời tiết lạnh như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công nghệ, đặc biệt là đối với những bạn đã và đang trong quá trình tìm đến những mảnh đất có tuyết để du lịch. Smartphone được đánh giá là chịu lạnh giỏi hơn chịu nóng. Ở nhiệt độ dưới âm 40 độ C thì điện thoại sẽ ngừng hoạt động. Tuy nhiên mới đây thôi, ở Trung Quốc thì nhiệt độ dưới âm 10 độ C mà hàng loạt iPhone đã ngừng hoạt động rồi. Có một sự thật, đó là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Android chịu lạnh giỏi hơn iOS. Không cần chờ tới âm 40 độ thì điện thoại của bạn vẫn có thể gặp những rắc rối liên quan tới cạc pin hoặc chết pin. Màn hình ẩm, mờ xương bề mặt, cảm ứng chậm hay chữ và màu sắc bị nhòe hoặc cũng có thể ngưng tụ chất lỏng dưới màn hình. Hoặc gặp lỗi cấu phần bên trong máy, ví dụ như là khó nhận SIM hay vấn đề về chức năng, cũng có thể tổn hại vật lý tới các bộ phận bên trong và bên ngoài, ví dụ như là màn hình bị lóa hay là bị rung. Trong trường hợp như thế này thì Tech One khuyên bạn hạn chế sử dụng điện thoại khi trời lạnh hoặc để điện thoại trong túi giày hay gần cơ thể để giữ ấm và cố gắng dùng những loại tai nghe không dây kèm mic để khi có cuộc gọi đến thì các bạn sẽ tiện lợi hơn bao giờ hết. Và nếu bạn phải ở trời lạnh quá lâu thì nên tắt thiết bị, chỉ sử dụng trong phòng ấm mà thôi. Các bạn thân mến, có một thông tin nữa cũng liên quan đến nhiệt độ thế nhưng là rất nóng mà Quỳnh muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn trong mục thời tiết và công nghệ ngày hôm nay. Đó chính là việc đại bản doanh lớn nhất thế giới sản xuất iPhone tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa bị bão hỏa về thăm, gây thiệt hại rất nhiều cho Apple. Với 70% lượng iPhone trên thế giới được sản xuất ở xưởng này, thì vụ việc này báo động rất nhiều vấn đề nan giải cho lãnh đạo của Apple. Theo báo cáo thì không có thiệt hại về người, còn về của thì chưa có thông tin chính xác. Có rất nhiều clip ghi lại sự việc này. Vụ cháy lớn tại nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu thực sự khiến người ta lo ngại bởi liên tiếp các vụ nổ lớn đã xảy ra tại các nhà máy của Trung Quốc trong thời gian gần đây. Điều bất thường là các vụ nổ trước đó không phải do tai nạn mà được cho là những hành vi cố ý phá hoại. Đến gần và chắc chắn là có rất nhiều chương trình khuyến mãi đang diễn ra và đây cũng là phần mà Quỳnh thích nhất khi mà chia sẻ với các bạn để mình khuyến mãi hay là miễn phí thì ai chúng ta đều thích đúng không ạ? Từ ngày 15 tháng 1 tới ngày 21 tháng 2 thì các bạn hãy tham gia chương trình khuyến mãi vi diệu của Tech One có tên Vui Bình Thân nhận lì xì khủng 2016 với những phần quà hấp dẫn vô cùng giá trị, đó chính là iPhone 6S, Sony Z5 Duo, lì xì tiền mặt. Nhân dịp này thì Tech One cũng xả kho phụ kiện tới 50% và giảm giá smartphone. Muốn biết cụ thể thì đơn giản hơn bao giờ hết, các bạn hãy vào techone.vn và click vào phần khuyến mãi nhé. Đừng tưởng chỉ Đà Nẵng mới phát Wi-Fi miễn phí nhá. Nhân dịp Tết Bình Thân 2016, từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 17 tháng 2 thì ở một số thành phố lớn trên cả nước cũng sẽ phát Wi-Fi miễn phí. Đây là dự án S-Wi-Fi của công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn SPT. Cụ thể các địa điểm miễn phí Wi-Fi như sau, các bạn hãy nhớ và list lại để tắt 3G bật Wi-Fi nhé. Ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ đưa đến thông tin 4 sản phẩm cho quý vị và các bạn. Thậm chí có những sản phẩm đã dò dỉ hình ảnh thực tế rồi. Và đây đều là những sản phẩm đáng mơ ước trong năm 2016. Đó chính là LG G5, Samsung Galaxy S7, iPhone 5 SE và Bphone 2.
B Fold 2. Chia sẻ hơi cá nhân một chút thì mình rất thích Samsung Galaxy S7 vì cùng là S7. Các bạn thân mến, có vẻ như các hãng điện thoại đua nhau lộ các hình ảnh thực tế của những đứa con cưng như vậy. Mới đây thì trang Phone Arena đã tung lên hình ảnh thực tế của chiếc flagship LG G5 và nó được bọc bên ngoài bởi một lớp nhựa màu đen để che đi thiết kế thực tế của máy. Chiếc điện thoại màn hình 4 inch này được dò dỉ tin đồn từ 925Mark, cách đây mấy ngày lại dò dỉ hình ảnh thực tế từ Tech Insider và trang One More Thing khiến chúng ta có quyền tin sản phẩm này là có thật. Khi đặt iPhone 5 SE cạnh iPhone 5 thì rõ ràng kích cỡ bằng nhau, vậy là chuẩn cơ mẹ nấu nó 4 inch rồi. Trong tấm ảnh dò dỉ thì có 3 chi tiết khiến nhiều người tin rằng họ đang được thấy chiếc iPhone 5 SE. Thứ nhất là dải anten nhựa xuất hiện ở phần trên vỏ máy của iPhone 5 SE lớn hơn dải anten nhựa của iPhone 5. Nói theo một cách nào đó thì dải nhựa này khá giống với thế hệ iPhone 6 hoặc là iPhone 6S hiện hành. Thứ hai đó chính là cách bố trí camera selfie ở mặt trước iPhone 5 SE hoàn toàn khác biệt so với thế hệ iPhone 5 và iPhone 5S trước đây. Camera selfie của iPhone 5 SE được đặt lệch sang bên trái loa thoại thay vì chính giữa như hai người tiền nhiệm. Thứ ba, cảm biến Touch ID xuất hiện trên ảnh thực tế được cho là iPhone 5 SE cũng khác hẳn so với Touch ID của iPhone 5S, nó gần giống với thế hệ iPhone 6 gần đây. Nhìn chung thì qua 3 chi tiết này gần như chắc chắn đây chính là mẫu iPhone 4 inch hoàn toàn mới được nhiều người mong đợi. Hot face thứ 3 đó chính là Samsung Galaxy S7, là một sản phẩm mà Quỳnh rất thích. Mới đây thì hình ảnh thiết kế của sản phẩm này đã bị dò dỉ, nó khá giống với hình ảnh mà GSM Arena trước đây đã đưa ra. Và sản phẩm này có ngôn ngữ thiết kế khá tương đồng với Samsung Galaxy S6, với Galaxy Note 5. Chỉ còn một tháng nữa thôi thì sản phẩm này sẽ được trình làng. Thế nhưng cả một lúc thì hình ảnh chi tiết của sản phẩm này càng thấy dò dỉ. Chi tiết dễ nhận thấy nhất đó chính là cụm loa thoại ở cạnh trên của mặt trước và nút home cứng có hình dạng chữ nhật được bo tròn. Trong khi đó thì logo của nhà sản xuất cũng như các chi tiết ở hai bên thân máy đã được che kín. Tất nhiên thì nhiều người vẫn nhận ra đây là một sản phẩm của Samsung. Thế nhưng điều khiến người dùng cảm thấy bất ngờ chính là viền màn hình của mẫu siêu phẩm này. Một số người dùng khẳng định viền màn hình này là quá dày, thậm chí là dày hơn cả mẫu Fablet Galaxy Note 5 hiện hành. Và nếu đây là sự thật thì đây sẽ là một bước cải lùi của Samsung. Theo như ký hiệu xuất hiện trong bảng nhựa có chứa module camera thì chiếc smartphone này mang mã SMG930F và mã máy hoàn toàn trùng khớp với tin đồn gần đây tại Trung Quốc về chiếc Galaxy S7S trước đó. SMG930 thể hiện đây là mẫu Galaxy S7, còn ký hiệu F cho thấy thị trường được phát hành, nhiều khả năng là thị trường châu Á, sử dụng vi xử lý Exynos 8890 như đồn đoán. Theo một thông tin khác về camera thì máy sẽ có camera hết lồi, khẩu độ 1.7 lấy nét dual pixel như máy ảnh Canon với 12 megapixel, nghĩa là giảm đáng kể so với đồng đội tiền nhiệm là S6. Hot face cuối cùng trong bản tin công nghệ ngày hôm nay đó chính là bản dựng của B Fold 2. Đáng tiếc thì đây không phải là bản thiết kế chính thức của BKAV mà chỉ do một thành viên của diễn đàn tinh tế thiết kế mà thôi. Thế thì mới biết được rằng có rất nhiều người Việt cũng mong ngóng sản phẩm này và hy vọng vào một sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường công nghệ thế giới. Như các bạn có thể thấy là bản mẫu này hướng đến độ hoàn thiện cao hơn về kiểu dáng mỏng manh, màn hình lớn hơn và sử dụng cổng USB loại C. Tuy nhiên thì máy vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế truyền thống của dòng sản phẩm thế hệ đầu với phần cạnh trên và dưới của máy bo cong nhẹ. Về chất liệu thiết kế thì concept B Fold 2 vẫn sử dụng chất liệu mặt kính và khung kim loại sang trọng. B Fold 2 dự kiến sử dụng chip xử lý mạnh mẽ và mới nhất của Qualcomm là Snapdragon 820. Hy vọng trong lần ra quân này thì BKAV sẽ mang đến cho người dùng Việt Nam một mức giá mềm hơn, đồng thời các phần mềm bên trong máy cũng được hoàn thiện một cách chỉnh chu hơn. Các bạn thân mến, không biết là các bạn có xem chương trình Ai là triệu phú không? Quỳnh thì là một khán giả rất là trung thành của chương trình Ai là triệu phú. Và thông thường thì cần gọi điện thoại cho người thân thì các bạn ấy sẽ cố dành rất là nhiều thời gian để nhờ người thân tìm thông tin trên Google hay là tìm mọi cách để có thể trả lời câu hỏi. Nhưng mà Quỳnh đặc biệt ấn tượng với một thí sinh người nước ngoài. Tất nhiên là với chương trình Ai là triệu phú của nước ngoài rồi, anh ta ăn một cách rất bình thản và dễ thương qua điện thoại với bố. Cụ thể như thế nào thì các bạn cùng xem clip sau đây nhé. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin công nghệ của Tech One Channel. Xin chào và hẹn gặp lại. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú với câu hỏi triệu đô. Tôi không thể tin được, với khoản tiền 1 triệu đô la, chắc cả đời anh mới tiêu hết nó đấy. Và thực sự là tôi vẫn băn khoăn là anh liệu có tiêu hết được nó không nhỉ? Cho phép tôi nhắc lại luật chơi. Vâng, xin mời. Nếu anh trả lời sai câu hỏi này, anh sẽ mất 468.000 đô và trở lại với mốc 32.000 đô.
nên nhớ đây là câu hỏi chưa đô. Và chúng tôi thực sự muốn nhìn thấy anh trở thành thí sinh đầu tiên trên thế giới vượt qua được câu hỏi 500.000 đô này. Nếu anh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm ai là triệu phú. Vị tổng thống nào trong các tổng thống Mỹ sau đây đã từng xuất hiện trong series truyền hình Laugh In? Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter hay Gerald Ford? Gerald Ford. Tôi cần sự trợ giúp từ người thân. Chắc chắn rồi. Tôi muốn gọi cho bố tôi để xin ý kiến của ông. Vậy tên của anh là gì? Tom, tên bố tôi là Tom. Vâng, tôi muốn nhờ AT&T kết nối tới người bố của John để xem ông có thể giúp gì được cho anh ấy. Alo, xin chào Tom. Vâng, tôi là Regis Philbin ở chương trình Ai là triệu phú. Lúc này tôi đang ngồi với John, con trai của ông, ở chương trình Ai là triệu phú. Vâng, con trai ông đang có 500.000 đô. Ồ, và con trai của ông đang cố gắng để giành được phần thưởng 1 triệu đô. Hiện anh ấy cần sự giúp đỡ của ông để có được điều đó. Một câu hỏi và 4 đáp án trả lời, nhưng chỉ có một trong 4 đáp án đó là đáp án đúng. Ông hãy chuẩn bị giấy bút để ghi lại câu hỏi và sự trợ giúp chính xác cho con trai của ông. Ngay sau đây, John sẽ nói chuyện với ông. 30 giây bắt đầu. Chào bố. Chào con trai. Thực ra con không thật cần sự trợ giúp của bố lắm. Con gọi chỉ để cho bố biết con trai của bố đã trở thành triệu phú như thế nào. Bởi vì câu trả lời của tôi là tổng thống có mặt trong series truyền hình Laugh In là tổng thống Nixon. Đó là câu trả lời cuối cùng của tôi. Ồ, vâng, tôi không thể nói gì ngoài việc anh ấy đã trở thành người đầu tiên trả lời được câu hỏi cuối cùng, và anh ấy chính là triệu phú. Đây là phần thưởng của anh. Xin chúc mừng, chúc mừng. Anh ấy đã trở thành triệu phú. Và người chiến thắng là John Carpenter. Chào John, xin cảm ơn rất nhiều. Chúc may mắn cho anh và cho cả gia đình anh. Samsung like boss subscribe to Conchannel.